Theo đánh giá, trong năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy tổ chức Đảng đã triển khai các giải pháp phát triển đảng viên mới theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Phát biểu tham luận tại hội nghị ở điểm cầu Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Văn Hiên đã báo cáo những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Gia Lai về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời kiến nghị Ban tổ chức Trung ương tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, như cần quy định thống nhất về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị, có giải pháp phù hợp hơn trong tuyển dụng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức người dân tộc thiểu số, cần có cơ chế động viên khích lệ cán bộ công tác trong vùng dân tộc thiểu số. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu toàn tâm toàn ý tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo để nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt kết quả cao nhất. Đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với yêu cầu của Đảng, của nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của 9 nhóm nhiệm vụ đã xác định trong năm 2024. Nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.